Hello anh em, chào mừng em đã quay trở lại với chương trình của Barca Team TV. Và mình là Maru, hôm nay chúng ta sẽ đến tiếp tục với số thứ 2 trong cái chương trình về game console và tất cả các thiết bị máy chơi game. Thì đối với những anh em đã, nếu mà đã từng là fan của Nintendo thì chắc anh em sẽ biết tới cái máy chơi game từ những năm 90. Cái thời mà đến cả mình cũng từng trải nghiệm rồi, đó những chiếc máy 4 nút cục gạch để chơi con trai, chơi Mario Bros. Thì có lẽ là một trong những cái kỷ niệm mà anh em không được quên được. Thì hôm nay thì mình cái số thứ hai này mình sẽ giới thiệu cho anh em một chiếc máy chơi game Nintendo, nhưng nó không phải là 4 nút và nó cũng không phải là chiếc máy 6 nút Sega hay là một chiếc cỗ máy điện tử điện mềm nào, và đó chiếc máy Nintendo 64, một trong cỗ máy mà ít anh em biết đến và cũng máy này cũng khá là hiếm, nó cũng không phổ biến lắm ở Việt Nam những năm 90. Và sau đây thì mình sẽ giới thiệu với anh em tổng quát về chiếc máy chơi game này. Voila! Và đây là tổng thể của toàn bộ tất cả những cái phần gần như là cơ bản của chiếc Nintendo 64. Thì những cái phần mà cơ bản nhất của Nintendo 64 đối với chiếc cỗ máy này thì chúng ta sẽ đến với từng phần một. Trước hết là đến về tay cầm. Chiếc Nintendo 64 của chúng ta hỗ trợ tới đến 4 cái tay cầm. Anh em có thể để ý là tay cầm thiết kế khá là dị. Đó là nó giống như hình chữ M và có một cái thẻ nhớ hoặc là cái thiết bị rung Rumble Pack gắn ở đây. Và chiếc tay cầm này chỉ được 3 phím cò nha anh em nhé. Nó khác so với PlayStation mà hồi bé các anh em từng chơi. Nó chỉ có phím L, phím R. Đây, phím L, R và phím Z. Phím Z nó giống như một cái phím cò súng ở đây. Bắn phím thứ 3 thường súng. Thường cái phím này sử dụng để chơi game, kiểu chơi game bắn súng. Thứ hai là chiếc ổ nguồn AC. Đa phần là nguồn Nintendo 64 thì sử dụng nguồn 110. Cho nên là nếu mà anh em mua về thì anh em cứ cẩn thận cắm vào chiếc chuyển áp cho mình, không thì nổ tung cái nguồn này anh em ạ. Vì anh em có thể thấy là cái cổ nguồn nó thiết kế khá khác. Nhìn tổng quan thì anh em thấy là đây vẫn là một chiếc máy chạy băng, nhưng mà chiếc băng của nó thì nó cũng khá là to. Đây, kiểu như thế này. Và cái phần cục nguồn của nó thì thường anh em phải để ý là nó có 6 cái ổ cắm, kiểu nó có 6 cái chân rắc nhận nguồn ở đây. Và đây là phần AV. Cái phần này khá là rộng, anh em có thể dễ dàng vệ sinh, nắp tháo ra vệ sinh. Còn cái phần dưới này, cái phần này là phần mở rộng. Cái phần này gọi là phần extra. Phần extra này anh em sẽ mở rộng để làm gì? Để anh em để kết nối vào chiếc thiết bị DD, còn gọi là chiếc Nintendo 64DD, gọi là chiếc một chiếc thiết bị ổ cứng dưới này nữa, thì cho phép anh em có thể chạy mạng và có thể là sử dụng các đĩa nó giống như kiểu đĩa CD, nhưng nó là kiểu dạng như đĩa mềm. Nhưng mà rất tiếc là cái sản phẩm đó là một sản phẩm thất bại, không phải ai cũng có. Tiếp theo nữa là chiếc Nintendo 64 của chúng ta có một cái nút gạt, nút on và off. Đây là một nút bật và tắt. Đây, anh em có thể squeeze. Khi mà anh em cần bật game lên thì nên nhớ nhá, khi anh em mà muốn chơi game thì anh em phải cắm băng ở trước và sau đó, nhưng mà phải ở trạng thái tắt. Và khi anh em mà muốn bật lên thì anh em chỉ cần gạt lên là xong. Ở trong này, ở đây là phím reset. Reset ở đây thì trong trường hợp ví dụ như là anh em chơi có thể là kiểu băng đơ, hoặc là nó bị hơi lag một chút, hoặc là có thể là do băng lỏng, anh em để reset lại. Đây là cái memory expansion này là gì? Đây là một cái thẻ nhớ mở rộng. Cái thẻ nhớ mở rộng này rất là tiện lợi cho việc anh em chơi game, ví dụ như một số tựa game thì nó không cần phải cái controller pack này. Controller pack này nó giống như một cái thẻ nhớ thứ hai. Cái memory expansion này là cái thẻ nhớ mở rộng. Cái này chỉ cho phép anh em chơi một số tựa game mà nó không cần phải lưu qua cái controller pack. Anh em chỉ việc lưu xếp luôn, ví dụ cho Pokemon Snap chẳng hạn. Đó một trong những trò như vậy. Và tiếp theo là phần về cấu tạo băng. Anh em có thể thấy là về cái phần cấu tạo của cái khe băng nó cũng khá là to. Khác rất là nhiều so với khe băng của Nintendo 64. Trên nhiều cục của các Nintendo khác, anh em có thể thấy là cái khe băng nó sẽ như thế này. Nó rất là to và nó có một cái phần chân RAM ở đây. Đấy, phần chân RAM ở đây. Và đây là cái phần tản nhiệt. Máy này được cho là cấu hình rất tốt vào cái thời điểm năm 1996, khi mà Nintendo ra mắt cái máy này. Thì mình cũng xin giới thiệu qua một chút về lịch sử của máy này luôn. Đó là cái thời năm 1996, sau khi mà sự thành công rất là vang dội PlayStation, nếu như anh em đã biết, thì với cái cấu hình đồ họa mà theo mức 3D theo thời điểm bấy giờ, thì có thể nói là chiếc Nintendo 64 của chúng ta là một trong những chiếc máy có cấu hình mạnh hơn cả PlayStation thời điểm đó, với 4 MB RAM và
với 40 RAM và chip xử lý của IBM. Rất là mạnh, cấu hình rất là mạnh vào thời điểm lúc đấy. So với PlayStation chỉ có 1 MB RAM thôi. Và cái điểm yếu, điểm trừ lớn nhất của Nintendo 64 đó là về cái phần âm thanh rất tốt rồi, nhưng mà điểm trừ lớn nhất của họ là không đáp ứng được cái thị trường của thời điểm bấy giờ, đó là đĩa CD. Và họ vẫn phải chạy băng, phải dùng băng cartridge với một cái dung lượng rất giới hạn, chỉ có đến 40 MB. Mình nhớ không nhầm là một băng nó chỉ trung bình tầm đến 40 MB. Và cái chi phí mà để sản xuất ra một cái băng cartridge như thế này rất là đắt và không hề rẻ một chút nào. Thứ hai là cái điểm trừ thứ hai là băng của Nintendo 64 có một số băng thì lại sử dụng RAM tĩnh, còn gọi là SRAM. Những cái game tính trên đầu ngón tay trong tất cả các game của Nintendo 64 chỉ có đến 12 game là dùng SRAM thôi. Và những tựa game SRAM này có đặc điểm rất khó chịu, đó là khi anh em khởi động máy lại thì lập tức dữ liệu trong game lưu sẽ bị mất hết hoàn toàn. Ví dụ như là tựa game Legend of Zelda, cái tựa game này nó chỉ lưu lại khi anh em thay pin cho cái băng này thôi. Legend of Zelda đây là một trong những tựa game rất là huyền thoại và nổi tiếng, và mình rất mất công cất công mãi mình mới có thể sưu tầm được cái tựa game này, mình tậu cái game này về. Nhưng mà vì game này là game chạy SRAM cho nên là khi mà anh em reset lại thì nó sẽ mất hết dữ liệu và nó sẽ không lưu lại đâu, kể cả anh em có thể nhớ đi chăng nữa. Thì đây là tổng quan. Về tiếp theo là về cái controller pack. Controller pack này là làm gì? Có một số tựa game nó sẽ yêu cầu anh em phải có cái controller pack này. Cái controller pack này rất là, phải nói rất là tiện. Hình như là cái dữ liệu nó chứa 6 MB trong này đấy. Thì khi mà anh em chỉ cần controller pack thì anh em có thể cắm vào đây, cắm vào tay cầm như thế này, thì anh em có thể lưu. Đấy, anh em có thể lưu game, save game rất là dễ dàng. Đấy, anh em có thể cắm vào đây. Rồi, rất là tiện đúng không anh em? Vì Nintendo 64 có hỗ trợ tới 4 cái tay cầm, cho nên là anh em không phải lo khi mà chỉ có một cái. Nghĩa là chỉ có một cái như thế, vậy mà anh em có thể lắp tới 3 cái còn lại vào đây. Nghĩa là có thể hỗ trợ tới 4 cái controller pack. Tổng cộng chúng ta có thể nhân ra lên thì chúng ta có thể được 24 MB RAM dữ liệu. Chúng ta có thể lưu game rất thoải mái luôn. Ok. Tiếp theo là về cục JAV. JAV thì như chuẩn ngày xưa thì những năm 90 thì vẫn là dây 3 đầu, đỏ, trắng và vàng. Đây là JAV rất là chuẩn thế đấy rồi, mình không có gì bàn cãi. Và đây là đầu cáp của nó, khi mà cắm vào đây, đầu cáp ở đây vẫn là chuẩn của nó, vẫn cho nên thời đấy vẫn không có HDS được gì đâu nhé. Tiếp theo đấy là về game. Về game thì tuy tính đến những năm 2000 thì Nintendo 64 vẫn là một máy game chạy băng cartridge. Băng cartridge của nó như này, rất là to và nó có những cái chỉ dẫn biển báo đằng sau. Ví dụ như là cảnh báo là khi mà cho game vào thì phải tắt máy trước khi cho game vào và sau đó bật máy lên thì máy nó chạy. Một số game thì mình đang có đây mình sẽ giới thiệu cho các anh em vào tập lần sau, nhưng mà mình sẽ giới thiệu qua luôn. Thì mình có đến hiện tại bây giờ mình đang sưu tầm đến 8 cái băng cartridge này rồi, và trong tương lai mình sẽ sưu tầm nhiều hơn. Và trong đấy sẽ có những tựa game mà mình đang có hiện tại là có NBA Live 99, một trong những tựa game bóng rổ rất là hay. Đây là NBA Live 99, game của EA Sports trước khi về của 2K. Tựa game tiếp theo là NFL Quarterback 98. Đây là một trong những tựa game mà phải nói mình rất là thích. Tựa game nó mô phỏng cái game chờ môn thể thao bóng mùa dục, và mình thì cũng rất là thích bóng mùa dục, đó là một cái môn thể thao mình yêu thích của mình. Mình không phải fan bóng đá đâu anh em ạ. Tiếp theo đấy là Pokemon Snap. Pokemon Snap là một tựa game chạy SRAM, nhưng mà phải nói thật với anh em là cái con game này, cái pin của con game này rất là tốt, nó chưa bị hỏng, nó chưa bị hết, cho nên là mình save game thì nó vẫn lưu lại cho mình. Và tựa game này mình chơi phải nói là khá thích, mặc dù nó không phải là đấu Pokemon thật, nhưng mà nhiệm vụ của anh em thì đơn giản là chỉ chụp ảnh thôi, chụp con Pokemon lại thôi. Gọi là Pokemon Snap. Tiếp đấy là Extreme G là một trong những tựa game đua xe theo kiểu nó mang theo phong cách kiểu hiện đại một tí, anh em kiểu đua xe bắn súng ấy, giống như kiểu Twisted Metal nhưng chỉ khác là đua trên đường đua, nó rất là future. Tiếp đến nữa là NASCAR 2000 là một trong những tựa game của EA trước khi mà EA hết hợp đồng với NASCAR, nghĩa là không không còn làm dòng game này nữa.
thì EA từng làm những tựa game về dòng game về cái giải đua xe NASCAR này. Đó là một giải đua xe 500 vòng, một trong những giải đua xe rất là nổi tiếng ở Mỹ. Và EA từng làm những tựa game như thế này. Tiếp theo là một trong những tựa game mà cả mình và anh Suda rất là thích. Đó chính là NFL Blitz 2000. Yes. Đây là một trong những tựa game mà anh em bọn mình rất là thích chơi. Và đặc biệt là rất thích chơi với nhóm. Tại vì nó mang tính hardcore, rất là hardcore. Bọn mình không phải đắn đo chiến thuật nhiều. Bọn mình không kiểu là nó cái trò này thì cũng là bóng bầu dục, nhưng nó không phải là chơi theo cách là mô phỏng của trận đấu thật, mà nó chơi theo hardcore hơn, là như kiểu ai giành điểm nhiều hơn. Và nó chơi nó mang tính vui hơn. Và do Sony chơi rất tệ cho này. Chính xác em chọn. Tiếp theo đấy, nói thẳng là nó không biết chơi. Đúng rồi. Tiếp theo là MRC. MRC MRC là một tựa game đua xe, và một tựa xe đua xe địa hình. Thì cái tựa game này cũng khá là hay. Bọn mình cũng từng chơi rồi. Và tựa game này cũng để hỗ trợ đến 4 người. Và đa phần thì những tựa game Nintendo 64 như này thì có hỗ trợ đến 4 người anh em ạ. Và tựa game cuối cùng là tựa game mà mình đã nhắc qua, đó chính là Legend of Zelda Ocarina of Time. Một trong những tựa game mà được nhiều người chơi và được bán chạy nhất những năm 98. Thế nha anh em. Vì tựa game này được ra mắt năm 98 bởi Nintendo và được coi là một trong những phiên bản rất là hay. Tiếp gọi là trước bản Majora's Mask vào năm 2000. Ok. Thì mình đã giới thiệu tổng quan hơn về những cỗ máy chơi game như này. Thì sau đây chúng ta sẽ đến phần lắp đặt thực. Xem như thế nào nhé. Ok, thì tiếp đến là chúng ta sẽ đến với phần lắp đặt. Thì chiếc Nintendo 64 này lắp đặt như nào? Đối với những anh em mà chưa biết thì mình sẽ chỉ cho. Thì trước hết là chúng ta sẽ lắp đặt cái phần máy và phần nguồn trước. Tại vì phần nguồn thì rất là quan trọng. Đây phải lắp cái này trước. Chúng ta sẽ lắp cái phần nguồn trước. Lắp cái này trước anh em. Tức là đầu tiên là chúng ta sẽ lắp cái phần nguồn. Anh em phải để ý là cái phần nguồn của nó có những cái đầu ổ cắm lỗ như này. Nó có 6 lỗ như này. Chúng ta sẽ lắp. Đấy. Nó có một cái mũi tên đường đi lắp ở đây, cũng khá dễ. Anh em có thể giữ cái đầu này để có thể cắm vào đây, rất dễ. Đấy, cắm vào như này. Insert. Nintendo Evento. Vừa là... Vừa chưa? Có nhất thiết về thế không? Vừa chưa? Chắc chưa? Rồi, chắc rồi. Đầu tiên là anh em sẽ phải lắp... Thực ra anh em mình kể một chuyện. Đồng nguồn như này. Để trước Maru từng làm nổ cái phần đằng sau. Tại vì là không biết lắp nhầm vào điện 220. Sao vậy? Dùng băng dính. Nó là cái đầu trước giờ nát. Tiếp theo là anh em sẽ cắm điện. Thì anh em đừng tuyệt đối cắm vào cái này nổ. Anh em phải cắm vào cái này vì đây là cái nguồn ổ truyền điện, là cái này cái chuyển sang 110 anh mình đã cắm sẵn vào đây rồi. Anh phải cắm ra cho anh em xem chứ tối này làm sao anh em xem được. Ok. Đây nhìn này. Đây là cái đầu rất là sáng. Đấy, anh em phải thấy là cái này là cái chuyển gọi là cái nắn dòng đấy. Đấy, nắn dòng sang điện 110 cho nên là rất thoải mái. Đấy, đây là cái nắn dòng. Anh em nhớ mua một cái Liwan như này. Liwan thì này, thường cái loại này nó rất là bền. Anh em có thể mua trên thị trường rất là rẻ. Có một số cái loại rất là rẻ. Thế tiếp đi. Sau khi mà chúng ta lắp được nguồn xong thì tiếp theo đấy chúng ta sẽ đến cái phần lắp đặt dây AV. Ở đây chúng ta có một cái dây AV ở đây. Đây là đầu Nintendo. Anh em để ý cho mình là cái đầu Nintendo đấy, anh em sẽ cắm vào cái đầu này. Cái đầu Nintendo phía trên này anh em sẽ cắm vào cái đầu phần này. Đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ lắp đặt phần Nintendo đây. Và anh em nên nhớ theo một quy luật là nhớ là tivi ngày xưa như nào thì cắm như thế nhá. Chúng ta sẽ có 3 đầu. Đó là đỏ, trắng và vàng. Đây, chúng ta có 3 đầu đỏ, trắng và vàng. Thì chúng ta sẽ lắp đặt như thế này. Đỏ sẽ vào đỏ. Đấy. Vàng sẽ vào trắng sẽ vào trắng và cuối cùng là vàng sẽ vào vàng. Được rồi. Ok. Em coi cho anh em xem. Không, hình như anh em vừa nhìn thấy mặt em. Oh yeah. Đó, anh em thấy không? Rồi, ok. Tiếp theo đến là lắp về phần tay cầm. Về phần tay cầm thì như thế. Oh shit, không nên nói phải như thế đâu. Tiếp theo là về tay cầm. Đây như anh em có thể để ý là có 4 cái lỗ ở đây, 4 tay cầm. Nếu anh em mà thích chơi nhiều người thì chơi 4 người anh em có thể lắp 4 cái tay cầm như này. À đây. Đấy. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ lắp vào. Chúng ta có thể lắp một trong 4 cái rất tiện. Không nhất thiết là lắp vào cái số 1. Nhưng mà mình thích số 1 nên mình lắp vào.
Mặc dù ngày xưa đi học cũng toàn hay hay điểm 1 á. Và sau đó anh em cuối cùng là sau đó chúng ta sẽ mở máy lên và chúng ta sẽ chơi thử game. Mình cũng không phải chơi thử đâu, nhưng mà kiểu mình chỉ bật lên cho anh em xem thôi. Còn về mục game của nó thì mình sẽ giới thiệu ở các tập tiếp theo. Ok, mình sẽ để vào cái AV1. Chú quá đáng rồi đấy. Chú quá đáng rồi đấy. Ok, đây là một tựa game mà mình thích nhất, Blitz 2000. Thì chúng ta sẽ phải để tắt máy, gạt máy về đây trước. Chúng ta sẽ cắm cái băng vào đây. Ok. Insert. Đây, chúng ta sẽ cắm cái băng vào như thế này. Đây, mình sẽ cắm điện. Mình sẽ cắm điện máy này vào. Cắm điện cái sổ tư vào. Yeah. Để em gạt. Đấy, ok, nếu mà nguồn điện mà nó lên này rồi có nghĩa là điện của máy nó đã vào rồi. Và bây giờ chúng ta chỉ việc chờ game lên thôi. Rất đơn giản. Còn nếu mà từ xem nào. AV2 mà. Không, hình như không, cái 2 là anh nối ở ngoài kia. Không thí nghiệm. Nối sang cái 1. Nghĩa là nối sang cái 1 đấy. Nhưng mà có thể là kiểu cái băng này kiểu nó cắm nó hơi lỏng này. Chút, ok. Từ, ta đi vào lại. Đấy, nó từ từ. Reset lại được mà. Không cắm lỏng mà. Đấy. Cái rồi. Rồi, đây rồi. Ok, đây là tựa game NFL Blitz 2000 mà bọn mình chơi. Thì đây là luật chơi rất đơn giản thôi, anh em chỉ việc cắm vào và cuối cùng là thưởng thức chơi thôi. Cảm ơn anh em đã xem. Và nhớ like, subscribe cho bọn mình nhá. Bye bye. Ok, bye bye. Bọn mình chơi đây. Goodbye.